Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin trưa ngày 14 tháng 7 của Dusanbina. Bản tin trưa này sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Boiler hoàn thành dự án Carbon sau gần 5 tháng sản xuất. Đào tạo nghi thức giao tiếp trong kinh doanh dành cho các quản lý. Hai cấu trục RMQC đầu tiên an toàn cập cảng Zermelin. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa các bạn, sau gần 5 tháng bắt tay vào sản xuất, 150 tấn thiết bị thuộc dự án Carbon đã được nhà máy Boiler hoàn thành và xuất đi thành công vào ngày 7 tháng 6 vừa qua. Sau gần 5 tháng sản xuất, kể từ khi hợp đồng được ký kết vào tháng 12 năm 2019, nhà máy Boiler đã hoàn thành và xuất đi thành công 150 tấn thiết bị bao gồm Convection, Radian, Stack và một số hạng mục kết cấu khác thuộc dự án HSVC LBG Carbon đến công trường nhà máy sản xuất Polypropylene và kho ngầm chứa khí dầu mỏ hóa lỏng Việt Nam tại khu công nghiệp Cái Mép, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu vào ngày 7 tháng 7 năm 2020. Thiết bị xuất đi có kích thước lớn nhất nặng 50 tấn, dài 17,4 m, rộng 3,67 m và cao 4 m, được sử dụng chính trong các ngành công nghiệp chế biến hydrocarbon và hóa chất như nhà máy lọc dầu, nhà máy khí đốt, hóa dầu, hóa chất và tổng hợp olefin, ammonia và nhà máy phân bón. Nhiệm vụ chính của thiết bị này á là dùng để gia nhiệt và nắng lên nắng dầu và dầu mỏ để chuyển đến công đoạn sau để bóc tách ra các sản phẩm như là nhựa polymer hay là các sợi tổng hợp, vải tổng hợp. Dự án nhà máy sản xuất polypropylene và kho ngầm chứa khí dầu mỏ hóa lỏng tại Việt Nam do tập đoàn Hyosung Chemical Corporation Hàn Quốc làm chủ đầu tư, được xây dựng trên 61 hectare với tổng vốn đầu tư hơn 1,2 tỷ đô. Dự án gồm hai hạng mục: xây dựng kho ngầm có sức chứa 240.000 tấn khí dầu mỏ hóa lỏng LPG và nhà máy sản xuất polypropylene với các sản phẩm ethylene, propylene, polypropylene dạng HOMO và CO hydrogen cùng các phốt phẩm sinh ra trong quá trình sản xuất. Dự kiến kho ngầm và các nhà máy này sẽ đi vào hoạt động trong năm 2021. Ngày 25 tháng 6 vừa qua, Bộ phận Phát triển Tài năng đã triển khai và hoàn thành khóa đào tạo về nghi thức giao tiếp trong kinh doanh dành cho 44 quản lý người Việt từ cấp trưởng phòng trở lên, nhằm giúp họ từng ngày hoàn thiện kiến thức và nâng cao kỹ năng trong công tác quản lý. Đây là khóa học đầu tiên được triển khai tại Dusanbina, nhằm cung cấp cho đội ngũ quản lý người Việt các kiến thức và kỹ năng cần thiết để áp dụng các chuẩn mực về nghi thức giao tiếp trong kinh doanh quốc tế tại các cuộc họp, các cuộc gặp gỡ và chiêu đãi khách một cách chuyên nghiệp, hiệu quả. Dưới sự dẫn dắt của giảng viên Nguyễn Kiên Trì đến từ trường doanh nhân Top Olympia, các học viên đã có 8 giờ tìm hiểu lý thuyết và thực hành ở các nội dung liên quan đến nghi thức trong giao tiếp, nghi thức tổ chức cuộc họp, đạo đức kinh doanh, nghi thức giao tiếp khi tiếp khách, nghi thức trong chiêu đãi, nghi thức giao tiếp qua điện thoại, quy tắc sử dụng điện thoại, trang phục, ngoại hình, các ứng xử với người khuyết tật và thách thức trong môi trường đa văn hóa. Việc hiểu và thực hành thuần phục những quy tắc chuẩn mực nêu trên sẽ góp phần đem lại hiệu quả công việc cao hơn và góp phần không nhỏ trong việc nâng cao vị thế, hình ảnh, văn hóa và thương hiệu của công ty cũng như chính bản thân các quản lý. Thưa các bạn, sau 4 ngày rời cảng Dusanbina, hai cấu trục RMQC đầu tiên của dự án Zermelin đã an toàn cập cảng Zermelin, Bà Rịa Vũng Tàu vào ngày 7 tháng 7 vừa qua. Sau đây là những hình ảnh chúng tôi ghi nhận được tại cảng này của khách hàng Simadep. Rời cảng chuyên dụng Dusanbina vào ngày 4 tháng 7, hai cấu trục có trọng lượng 3.400 tấn này đã có 4 ngày di chuyển trên biển để đến với cụm cảng nước sâu Cái Mép, Thị Vải, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Mỗi cấu trục đều có chiều cao 93 m, tương đương một tòa nhà 30 tầng, dài 150 m, rộng 27 m, có tầm với lên đến 70 m, tương đương với 24 hàng container. Đây là hai trong số 6 cấu trục siêu trường siêu trọng có công suất bốc dỡ các container hàng hóa trọng tải đạt 65 tấn từ các tàu mẹ cỡ lớn tới 200.000 DWT. Được thiết kế và chế tạo theo đơn hàng của khách hàng Zimadep nhằm đáp ứng công suất bốc dỡ 1,5 triệu TEU trên năm trong giai đoạn 1 của cảng Zermelin. Tại cảng Zermelin, một đội ngũ gồm 15 công nhân viên của Dusanbina phối hợp cùng các khách hàng đã tiếp nhận hai cấu trục cập bến và do ảnh hưởng của những đợt mưa lớn nên phải mất 4 ngày để di chuyển hai cấu trục này lên bờ. Theo kế hoạch, từ nay đến cuối tháng 9, đội ngũ Dusanbina sẽ kiểm tra an toàn, tính năng và vận hành thiết bị để đảm bảo mọi thứ trong điều kiện tốt nhất.
sau đó tiến hành chuyển giao kỹ thuật cho khách hàng và hoàn thiện chuyến xuất hàng đầu tiên này. Bản tin trưa nay của Dusanvina đến đây là kết thúc. Để xem lại toàn bộ nội dung trưa nay, mời các bạn truy cập vào website youtube.com với từ khóa Dusanvina DVTV V11N50. Đồng thời các bạn cũng có thể cập nhật những thông tin về Dusanvina thông qua các trang mạng xã hội khác như Facebook, Twitter, LinkedIn và Izu với từ khóa Dusanvina. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.